Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ với bạn chủ đề những câu chuyện 2, phần 2. Câu chuyện con cáo và chùm nho. Một buổi chiều nọ, có một chú cáo đang dạo bước trong rừng và chú phát hiện ra một chùm nho treo lơ lửng trên cành cây cao. Cáo thèm tới mức nước bọt cứ trào ra hai bên mép. Thứ này sẽ làm dịu cơn khát của mình đây, chú nghĩ. Lùi lại vài bước, chú phóng lên người lên nhưng không hái được chùm nho nào mà chỉ tới lá nho mà thôi. Một lần nữa chú cáo lại lùi lại vài bước và cố gắng để hái được chùm nho nhưng vẫn thất bại. Cáo đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào tìm được chùm nho. Cuối cùng bỏ cuộc, chú cáo hết mũi lên và nói dù gì thì cũng chỉ là những trái nho chua mà thôi. Rồi cứ thế bỏ đi. Ý nghĩa câu chuyện là thật dễ dàng để coi thường những gì bạn không thể có được. Một số người khi không có được thứ gì đó, bạn nói thứ đó không ra gì cả. Thực tế chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn không thể có được nhưng đành lấy cớ tự dối lòng mình để tự biện minh. Có nghĩa là gì các bạn? Trong xã hội có rất nhiều họ làm không được việc nhưng mà họ nói rằng cái đó là cái chuyện đó bình thường nhưng người khác thì lại làm được. Đó là tránh cái tình trạng mà chúng ta che khuất cái lỗi của mình. Câu chuyện thứ hai, người mù cầm đèn lồng. Một chàng trai mù đến chơi nhà một người thân. Vì lúc anh ta ra về là trời tối nên người họ hàng tốt bụng thắp cho anh ta một chiếc đèn lồng để đi đường cho tiện. Người họ hàng nói trời tối rồi, đường tối cháu cầm theo cái đèn lồng này đi cho đỡ tối. Chàng trai mù nói, chú rõ ràng biết cháu mù còn đưa cho cháu cái đèn lồng, chú đang giêu cháu đúng không? Người họ hàng nói, cháu tư duy như thế là rất hạn hẹp. Đường không chỉ có mình cháu đi, còn có nhiều người khác qua lại. Cháu cầm đèn lồng người khác nhìn thấy cháu, như vậy họ sẽ không đụng phải chán. Chàng trai mù nghe xong gật đầu công nhận. Các bạn, đó là một tư duy phải xa hơn. Bởi vì cái người mù cầm đèn lồng không phải là để anh ta soi đường mà là để những người khác tránh anh ta. Đây là câu chuyện các bạn hãy lưu ý. Câu chuyện kế tiếp, số phận của những người thợ xây. Ba người thợ xây đang xây một bức tường, có người đi qua hỏi các anh đang làm gì vậy? Người thứ nhất tức giận trả lời, không nhìn thấy à, xây tường. Người thứ hai mỉm cười nói, tôi đang xây một tòa nhà cao tầng. Người thứ ba đang ở bên ngân nga, anh mỉm cười rạng rỡ vui vẻ nói, chúng tôi đang xây một thành phố mới. 10 năm sau, người thứ nhất đang xây cho một bức tường ở một công trình khác. Người thứ hai ngồi trong văn phòng thiết kế công trình, anh trở thành một kỹ sư. Người thứ ba là ông chủ của hai người kia. Đó là tư tưởng lạc quan, tư tưởng yêu đời, luôn luôn làm việc với tích cực, với tinh thần thì chúng ta sẽ phát triển. Câu chuyện kế tiếp, cậu bé thông minh. Có một cậu bé một hôm mẹ dắt cậu tới một cửa hàng tạp hóa mua đồ. Ông chủ nhìn thấy cậu bé đáng yêu nên đã bóc một gói kẹo mứt. Muốn cậu bé lấy kẹo ăn nhưng cậu bé không làm gì cả. Sau một hồi nói mãi, ông chủ bèn tự mình bóc một nắm kẹo cho vào túi cậu bé. Sau khi về đến nhà, mẹ cậu bé hỏi cậu vì sao không tự lấy kẹo mà để ông chủ bóc cho như vậy. Cậu bé đáp, bởi vì tay con nhỏ còn tay ông chủ to, để ông chủ lấy thì nhất định sẽ được nhiều hơn. Đó là cái sự thông minh của cậu bé các bạn. Các bạn hãy lưu ý, có khi chúng ta làm kết quả nó sẽ không tốt mà chúng ta để người khác làm thì kết quả sẽ tốt hơn. Câu chuyện kế tiếp, giá trị của hòn đá. Có một học trò hỏi thầy mình rằng, thưa thầy, giá trị cuộc sống là gì? Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn, con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu. Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh ta lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán trong rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở, hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua, cũng may có một người hỏi mua với giá 1 đồng thầy ạ. Người thầy mỉm cười nói, tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm, nhớ là dù cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán. Người học trò bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá là 500 đồng. Anh háo hức về hỏi thầy tại sao như vậy. Người thầy mỉm cười và nói, ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi. Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói, hòn đá thực chất chính là một khối ngọc khổ quý giá, đáng cả một gia tài. Và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu thì không thể cảm nhận giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu. Còn với người hiểu nó thì đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế.
Điều nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống. Với các bạn, trong cuộc đời, trong kinh doanh, Warren Buffett nói rằng hãy biết sợ hãi khi thấy người khác tham lam và phải biết tham lam khi người khác sợ hãi. Luôn luôn trong phúc có họa, trong họa có phúc. Đó các bạn. Qua hai câu chuyện này nói lên những cái triết lý trong cuộc đời, trong cuộc sống, giá trị của hòn đá, cũng như cậu bé thông minh, cũng như câu chuyện số phận của người thợ xây và người mù cầm đèn lồng và con cáo và chùm nho. Nếu bạn thấy video clip này hay, giá trị, các bạn hãy like, comment và đăng ký kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Cảm ơn các bạn.